chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 15 giờ 30 ngày 9 tháng 5 trên địa bàn huyện Thanh Chương đã xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy cục bộ, đã làm cho hàng trăm hecta lúa đến thời kỳ thu hoạch bị gãy đổ. Trong đó riêng ở xã Thanh Thủy có 10 ngôi nhà bị tốc mái và nhiều cây cối ven đường bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê các thiệt hại để báo cáo lên các ngành chức năng. Trước đó, trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra nhiều đợt lốc xoáy làm thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp huyện nhà. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp an toàn và chất lượng, sáng nay ngày 11 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập 6 đoàn đi kiểm tra công tác phòng dịch và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Đoàn của đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đã trực tiếp kiểm tra công tác cách ly tại gia đình đối với ông Nguyễn Văn Tiến ở xã Xuân Tường, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại trường Trung học phổ thông Đặng Thúc Hứa. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, các khối lớp đều có dung dịch diệt khuẩn và đeo khẩu trang trong thời gian tham gia học tập. Tiếp đó, đồng chí đã đến thăm và kiểm tra công tác phòng dịch ở trạm y tế xã Thanh Chi và Thanh Hương. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã động viên các đối tượng cách ly tập trung và yêu cầu các cán bộ, y bác sĩ, các trạm y tế thực hiện nghiêm quy trình phòng dịch. Theo kết quả rà soát, đến 10 giờ ngày 11 tháng 5 trên địa bàn huyện có 283 công dân từ các nước vùng dịch về trên địa bàn. Hiện đã cách ly tập trung 12 người, 216 người cách ly tại nhà, 8 người theo dõi sức khỏe tại nhà. Đã lấy mẫu xét nghiệm 147 người, trong đó có 130 trên 147 người có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Sau đó, đồng chí Chủ tịch đã đến Ủy ban nhân dân xã Thanh Giang kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thanh Giang và ở các địa phương cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử đã được đơn vị tiến hành chu đáo, kịp thời, đúng theo chỉ đạo của cấp trên. Công tác tuyên truyền cổ động chặt chẽ theo đúng kế hoạch. Không khí của ngày bầu cử đã được thể hiện rõ nhất là khâu tuyên truyền cổ động bằng pano áp phích, băng rôn khẩu hiệu. Tại xã Thanh Giang, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện đã yêu cầu ban bầu cử các địa phương làm thật tốt mọi công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến công tác đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong đó quan tâm đến công tác cách ly tại nhà. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 cùng với các cơ quan liên ngành đã tổ chức đi kiểm tra tại thị trấn Thanh Đồng và xã Đại Đồng. Tại khu vực chợ trung tâm của thị trấn, các siêu thị, quán cà phê, hàng tạp hóa, phòng khám. Tại đây, qua công tác kiểm tra, đa phần người dân thực hiện tốt các chủ trương về việc đeo khẩu trang và thực hiện 5K của Bộ Y tế, song vẫn còn nhiều trường hợp đeo khẩu trang còn có tính chất đối phó. Đeo khẩu trang không đúng, thậm chí có một số người không đeo, vẫn còn tình trạng tụ tập trên 3 người trở lên, đánh cờ, uống cà phê, mua hàng không đeo khẩu trang. Đoàn và các cơ quan liên ngành đã nhắc nhở và tiến hành lập biên bản một số trường hợp. Cũng nhân dịp này, các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra động viên các trường hợp cách ly tại nhà và một số người cách ly tập trung tại trạm y tế của xã Thanh Hưng cũ. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch mong muốn người nhà và những người cách ly đợt này phải chấp hành tốt, không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Đoàn công tác do đồng chí Trần Võ Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dẫn đầu, đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại 6 xã thuộc cụm Bích Hầu. Tại các xã, đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại các khu vực thường xuyên tập trung đông người như chợ, trung tâm buôn bán, trường học, trạm y tế. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức họp triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận. Ý thức người dân ở một số xã được nâng lên, đặc biệt tại xã Thanh Giang, nơi có chợ Phuống là trung tâm mua bán lớn của cả cụm Bích Hào. Lượng người mua bán lớn, nhưng hầu như người dân đều có ý thức cao trong việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều xã chưa thực hiện tốt, đó là một số lãnh đạo cán bộ còn chưa gương mẫu, thờ ơ chủ quan, công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, công tác tuyên truyền chưa sâu sát đến tận người dân, nhiều nơi thường xuyên tụ tập đông người, chưa có dán các khuyến cáo khẩu hiệu phòng chống COVID-19, ý thức chấp hành của một số bộ phận nhân dân còn thấp, chưa chấp hành tốt việc giãn cách xã hội. Cụ thể có các xã Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Mai. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn đã làm việc với lãnh đạo xã và yêu cầu các xã cần thực hiện ngay một số nội dung như tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, băng rôn khẩu hiệu, tập trung tuyên truyền tại những nơi thường xuyên tập trung đông người, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, có chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm để làm gương cho người khác.
tổ chức ký cam kết đối với những mặt hàng kinh doanh không thiết yếu, tổ chức khu cách ly theo đúng quy trình, quy định, bố trí bảo vệ nghiêm ngặt. Thiết nghĩ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cũng như trong nước đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường. Các ca bệnh đang tăng từng ngày từng giờ. Vì vậy, mong bà con và nhân dân chúng ta hãy chấp hành tốt mọi chủ trương của cấp trên, thực hiện các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và đồng hành cùng chính phủ để đẩy lùi được dịch bệnh, để mọi người mọi nhà cùng nhau phát triển, có cuộc sống an lành, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động của tháng công nhân năm 2021, trong những ngày này, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương đã và đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực nhằm động viên đến người lao động, hăng say lao động sản xuất, mang lại thu nhập cho gia đình và xã hội. Vào những ngày đầu tháng 5 năm 2021, công nhân người lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Thương mại Thanh Ngọc được khám tư vấn sức khỏe miễn phí nhằm sớm phát hiện nhanh những triệu chứng bệnh tật để có phương án điều trị kịp thời giúp cho người lao động yên tâm công tác. Là công nhân lao động tại nhà máy gần 10 năm, anh Tuấn cho biết năm nào nhân dịp tháng công nhân, công ty cũng tạo điều kiện cho công nhân thay phiên nhau đi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Vì vậy, bản thân anh và rất nhiều công nhân đều phấn khởi. Em thì mong muốn là chúng ta được công ty là thường xuyên cho quan tâm cho công nhân hàng năm, là chúng hàng năm nó đi khám định kỳ như thế này ạ. Trong bản thân nên tự tin hơn là chúng nó mình cảm thấy là mình chắc chắn là nếu có bệnh thì họ cũng đã chẩn đoán mình nó không có thì là chúng nó mình cũng cảm thấy tự tin là biết đã được các y bác sĩ của bệnh viện Thanh Thành nên sàng lọc cho mình thôi về các căn bệnh của mình không có nên là mình cảm thấy là tự tin hơn ạ. Phòng khám đa khoa Tân Thanh đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Chương luôn làm tốt công tác khám và điều trị cho nhân dân. Hưởng ứng tháng công nhân năm nay, phòng khám được giao đảm nhận công tác khám, tư vấn miễn phí cho đoàn viên và người lao động của nhiều đơn vị. Tại đây, người lao động được khám tổng quát tất cả các chuyên khoa nội ngoại và tầm soát phát hiện sớm các bệnh như ung thư phổi, dạ dày, đại tràng với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Tôi cũng như tất cả nhà đồng phẩm Tân Thanh cảm thấy rất là xúc động và tự hào đã được cái sự tin tưởng của lãnh đạo huyện nha cũng như là lãnh đạo liên đoàn lao động giao cho cái nhiệm vụ rất là cao cả, đó là chăm sóc thăm khám sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho anh chị em công nhân trong cái tháng hành động vì công nhân. Thì đó cũng là một cái vinh dự nhưng cũng là một cái trách nhiệm. Thì đứng về phía mặt phòng khám sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất về nhân lực, về vật lực, về máy móc và đặc biệt là cái ekip làm việc sẽ rất cố gắng tận tâm, tận tình và chuyên nghiệp để đem lại được một cái kết quả thăm khám thật tốt, đưa ra được những cái cảnh báo sớm nhất liên quan đến vấn đề sức khỏe cho anh chị em công nhân. Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương hiện có 176 tổ chức công đoàn cơ sở với trên 5.000 đoàn viên và người lao động. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện luôn quan tâm và lắng nghe đề xuất tâm tư nguyện vọng của người lao động. Để tạo không khí sôi nổi hoạt động trong tháng công nhân năm nay, các tổ chức công đoàn, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng quà cho người lao động, biểu dương gia đình công nhân viên chức người lao động, tổ chức chương trình giải nhiệt mùa hè, ra mắt câu lạc bộ nữ công cơ sở, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tổ chức đối thoại nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Liên đoàn Lao động huyện sẽ chỉ đạo các cái công đoàn cơ sở phải tổ chức ít nhất một hoạt động hướng tới người lao động. Còn đối với Liên đoàn Lao động huyện thì tổ chức rất là nhiều hoạt động, trong như là khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động, rồi thăm hỏi, tặng quà các cái công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, rồi tổ chức tuyên dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, rồi tổ chức đối thoại về vấn đề bảo hiểm xã hội đối với người lao động, rồi là các khoản hoạt động khác để hướng tới người lao động, để chăm lo người lao động tốt hơn, để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động tốt hơn trong thời gian tới. Với những hoạt động có ý nghĩa trên, chắc chắn rằng tháng công nhân năm nay cũng như các năm tiếp theo sẽ tạo được sức lan tỏa trong xã hội và thực sự có ý nghĩa, tạo không khí thi đua lao động sáng tạo sôi nổi trong cán bộ công nhân viên chức lao động. Qua đó cũng khẳng định được vai trò vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.
đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.